hè về thì làm gì? Các bạn ở đây thì hầu như được nghỉ hè hết có đúng không? Đấy là với mấy bạn còn đi học, chứ mà đã đi làm như mình thì hè nó không khác gì một hồn ma vất vưởng vậy. Mình chỉ biết nó qua lời kể. Tôi thấy một hiện tượng lạ. Không biết là các bạn thường làm gì khi hè về. View này sẽ giúp các bạn cân nhắc vài cách để bạn có một mùa hè đáng nhớ. Nếu bạn sinh ra trong một gia đình bình thường và bản thân thì không bất thường, thì hè các bạn sẽ ở nhà chơi nè, về quê chơi nè, học thêm, gắng bứt phá, vân vân. Năm 12 tháng đã dành 9 tháng để học, 3 tháng còn lại mà phải học nữa thì thôi, mất một mớ trải nghiệm mà đi luôn cả tuổi thơ. Thế nên là cũng là chơi, cũng là học, tại sao bạn không thử một trong ba việc dưới đây? Đầu tiên là đi làm thêm. Đã học SML rồi hay lại bắt đi làm. Việc làm này nó sẽ giúp bạn tăng trải nghiệm, tăng thu nhập, tăng cọ sát với xã hội. Những điều đó trường học thì hầu như không hề có. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được sở thích, đam mê của bản thân, giúp các bạn có sự lựa chọn đúng đắn khi quyết định vào một ngành học nào đó trên giảng đường đại học. Ôi giời ơi. Khi bạn quyết định tìm một công việc, hãy nói điều này với người thân, chứ đừng có mà tự tìm trên mạng. Có ngày bị lừa sang Trung Quốc à nhá. Cái gì giúp anh ơi? Bồi bàn, pha chế nấu ăn, nail spa, bán hàng, bla bla. Kế đến là hoạt động dành cho bạn nào thích sự yên tĩnh, thích chiêm nghiệm, thích suy nghĩ, hoặc đơn giản là muốn tìm một nơi cho bản thân lấy lại năng lượng, trân trọng mọi thứ hơn, thì hãy đăng ký một khóa tu hè. Rất có thể bạn sẽ đánh thức một con người mới ngủ quên trong chính bạn, hiểu được vài giáo lý cơ bản, nhiệm màu của nhà Phật, được hướng dẫn thực hành thiền định. Nếu có căn, bạn sẽ hiểu thế nào là chánh niệm, thế nào là vô âu vô lo, tâm không tạp niệm, và hấp dẫn hơn hết thảy là được ăn các món chay lạ miệng. Tổ chức vài ngày dã ngoại cắm trại cùng với đồ nướng ở một nơi nào đó an toàn gần thiên nhiên. Tốt hơn hết thì hãy cùng đăng ký một tour và cùng nhau có những khoảng thời gian đáng nhớ về hè. Một dòng suối, một hang động, một khu rừng với tiếng dế kêu, tiếng hổ gầm, tiếng một đứa nào đó hét khi gặp con rắn, con rắn hay là một con gì đó lạ hoắc. Trên đây chỉ là 3 trong số vô vàn lựa chọn giúp các bạn có một mùa hè đáng nhớ. Nếu có kế hoạch nào khác thì hãy comment nhé.